What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã thấy trên màn hình đây chính là hai chiếc bàn phím của Ankun mới về bên Boss Gear. Thì con bàn phím này nó sẽ có phiên bản màu trắng và màu đen. Phiên bản màu đen thì nó đen thui và phiên bản màu trắng thì nó có cái nền màu xám. Hết, chúng ta không còn gì để review về chiếc bàn phím này nữa. À, thì mình đùa thế thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết hai em này nhé. Về cái màu đen thì các bạn đã thấy rồi, nó không có gì đặc biệt nổi bật cả. Cho nên mình sẽ bỏ cái màu đen này ra. Mình sẽ đi review màu trắng này. Với lại mình review mấy con màu đen nhiều chán lắm rồi. Ok, let's go. Ok, như các bạn đã thấy thì con bàn phím Ankun này, đây là một chiếc bàn phím cơ full size với đầy đủ các loại phím, tức là 104 phím. Và đây là phiên bản màu trắng có cái nền màu xám. Các bạn có thể nhìn thấy là cái nền này đây chính là cái nền nhựa chứ không phải là bằng nền bằng kim loại. Và cái nền nhựa này thì nó sẽ tránh được cho các bạn cái hiện tượng đó là bị rỉ cũng như là bị giật điện. Thì nếu một số bạn không muốn nối đất cái cây của mình, tức là nối đất cái thùng máy ấy, hoặc là đi dép trong nhà, thì các bạn có thể dùng sử dụng cái loại như thế này, nó bằng nhựa hoàn toàn thì các bạn yên tâm hơn. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ thấy có cái logo Ankun ở ngay trên chiếc nút cắt của chiếc bàn phím này. Đó, đó là cái điểm nhận diện đầu tiên của chiếc bàn phím Ankun này. Thứ hai đó là cho các bạn nhìn thấy vùng phía các nút điều hướng ở đây thì nó sẽ được làm lõm vào, nhìn cứ như là 3D ấy. Đấy. Và cái con bàn phím này nó sẽ làm theo một cái kiểu đó gọi là kiểu classic, tức là cái kiểu cơ bản, nhìn giống như những chiếc bàn phím ngày xưa ấy. Đó, cái chân của nó sẽ được giấu vào phía bên trong như thế này. Thế thì dưới ở cái phần hộp của con bàn phím đấy, cái phím như thế này thì nhìn nó sẽ khá là đơn giản, tuy nhiên thì nó lại không bị chán, tức là nó sẽ lâu bị chán theo thời gian và cũng như nhìn nó thanh lịch hơn những cái con bàn phím mà có kiểu hầm hố hay là có kim loại bọc các kiểu đấy. Về phần keycap của em này thì đây là một keycap ABS thôi, không phải là cây cáp PVT. Và tất nhiên nó sẽ được đúc double shot, tức là hai lớp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái keycap của con Ankun và nó sử dụng phương pháp double shot. Với phương pháp double shot này thì chúng ta sẽ có được cái đó là bền theo thời gian, tức là sẽ không bao giờ phai chữ, cũng như là hỗ trợ theo xuyên led, tức là đèn led nó sẽ hắt lên theo các ký tự, nhìn rất là đẹp. Về phía bên phải thì chúng ta sẽ có các cái đèn báo của num lock cũng như là scroll lock hay là của cup lock. Đây, ba cái đèn ngay đây. Nó sẽ có ba cái tự luôn. Các phím multimedia thì cũng được tích hợp ở trên hàng từ F1 cho đến F12. Chúng ta chỉ cần giữ FN và kết hợp với các nút ở phía trên này là thôi. À, chúng ta sẽ sang mặt sau của em này. Mặt sau của em này thì chúng ta sẽ có thêm một cái khá là đặc biệt, đó chính là cái đường DJ của nó. Nó sẽ được chia làm 3 đường thì mình có thể DJ qua bên trái, DJ vào giữa hoặc là DJ qua bên phải, tùy vào cái cách setup cho cái bàn gaming của mình. Thì cái này mình cũng khá là thích, ở trong các cái bàn phím mà có hỗ trợ như thế này thì khi mà mình DJ thì nó sẽ rất là gọn gàng. Nói chung đây là một cái ưu điểm của em này. Và chúng ta sẽ vẫn sẽ có các cái lẫy để nâng hạ độ cao của phím. Tuy nhiên thì các cái lẫy này thì nó sẽ không có các cái lớp cao su phía trên đây để mà giữ chắc hơn. Nếu như chúng ta không sử dụng lẫy thì chúng ta sẽ vẫn có 4 cái nút cao su ở đây để giữ cho phím không bị trơn trượt. Vẫn như thường lệ thì ở giữa chính là cái sticker dán các thông tin của bàn phím của hàng hãng Ankun. Và đây là hiệu HK107 nhé. Chúng ta về dây cáp thì của em này dây cáp khá là đơn giản, dây cáp bằng nhựa thôi. Và nhựa chống rối thì nó khá là to và dày. Đồng thời thì nó sẽ vẫn có hỗ trợ cho chúng ta một cái cục chống nhiễu. À, chuẩn kết nối là chuẩn USB bình thường mà thôi. Đây là một bàn phím giá rẻ cho nên chúng ta sẽ không có yêu cầu gì nhiều hơn. Quay trở lại về phía mặt trước thì chúng ta sẽ thấy về cái thiết kế của nó là cái thiết kế kiểu dạng chìm. Và phía mặt trên này sẽ có một cái lớp nhựa khác màu, đó là lớp nhựa màu xám. Thay vì cho cái phiên bản màu đen thì nó sẽ đen từ đầu đến đít luôn. Nhưng mà con này thì ở phía trên nó sẽ có màu xám, có một cái sự khác biệt. Và cũng như là nó sẽ làm nổi bật hơn về những cái ký tự keycap ở trên phím như thế này. Nói chung mình vẫn thích màu xám này hơn. Chúng ta sẽ đi sâu về cái phần switch của em này. Thì em này đang sử dụng đó là blue switch. Tuy nhiên thì nó còn có hai phiên bản nữa là phiên bản red switch và brown switch. Đây là một trong những cái bàn phím cơ giá rẻ nhưng mà lại vẫn có trang bị đủ ba loại switch cơ bản.
đó là red, blue và brown. Thì nhân tiện mình nói đây luôn thì blue thì nó sẽ là gõ kêu như thế này, còn brown thì nó sẽ có cảm giác là mình sẽ đi qua một cái khất nhưng mà lại không có kêu, và còn red thì tất nhiên rồi, trơn tuột không có cảm giác gì hết, không có kêu luôn. Cái đó thì cũng tùy lựa chọn của mỗi người thôi. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần hệ thống đèn led của em này. Em này thì đang sở hữu cái hệ thống đèn led rainbow thôi, tức là led của nó sẽ cố định, mỗi chữ nó sẽ cố định thôi. Bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn cùng coi. Ok, mình đã cắm chiếc bàn phím này vào trong máy tính và bây giờ mình đã tắt hết điện trong phòng. Các bạn có thể thấy là cái độ sáng của nó đủ để cho các bạn có thể thấy được các cái ký tự trên chữ. Và đây là do màu trắng cho nên là cái độ sáng của nó sẽ tỏa ra nhiều hơn, nhất là những cái viền xung quanh bàn phím thì nó sẽ nhìn rõ hơn. Hệ thống LED của em này cũng khá là đặc biệt, đó là nó sẽ giải theo từng vùng, theo đường dọc như thế này. Không cứ như các cái dòng bàn phím cơ khác thì nó sẽ là theo đường ngang, mỗi hàng một màu. Và tất nhiên thì em này vẫn sẽ có khá là nhiều các cái chế độ LED cho các bạn. Đây, mình sẽ thử nhé. Thì khi mà đổi chế độ LED thì các bạn sẽ ấn FN cộng với lại nút Insert. Đó. Chúng ta sẽ sang chế độ đầu tiên, đó là bấm phím nào sang phím đấy. Rồi chúng ta sang chế độ thứ hai, chính là chế độ mà chạy qua chạy lại theo từng hàng như thế này, nhìn cũng khá là đẹp. Chế độ thứ ba tính là cái chế độ tùy chỉnh. Ở chế độ này thì chúng ta sẽ có các cái chế độ từ F1 đến F6, F7, F8. Còn F9 thì cái này có thể cho phép mình tùy chỉnh được, đó là ấn FN cộng với nút N. Khi nào mà bên này nó nhấp nháy thì mình có thể chỉnh được phím nào sáng, phím nào tắt. Đó, sau đó mình ấn FN cộng với lại N lần nữa để lưu lại. Thì chúng ta sẽ có F9 hoặc là F0 để mình có thể tùy chỉnh. Đấy. Chúng ta sang tiếp chế độ theo đó, chế độ sẽ chạy hàng dọc vào. Đó, chế độ hình con lươn, giun bò. Đó, chế độ này sẽ là cũng là con giun nhưng mà bò từ trong từ ngoài vào trong. Đây là chế độ gợn sóng. Chế độ này cũng là một trong những chế độ mà rất nhiều anh em ưa thích, đó là chế độ bấm nó sẽ tỏa ra. À, con này có chế độ led khá là mượt mà nha các bạn, và nhìn thấy đấy, mình cũng có thể tăng độ sáng bằng FN cộng nút lên và tăng tốc độ bằng FN cộng nút qua, hoặc là giảm tốc độ bằng FN cộng nút qua trái như thế này để giảm tốc độ. Khi nào mà cái đèn này nhảy 3 lần tức là nó sẽ maximum. Đây là chế độ mình bấm nó sẽ tỏa ra để mình giảm tốc độ cho các bạn nhìn rõ hơn. Đó, sẽ tỏa ra sau đó nó thu vào, nhìn cũng khá là đẹp. Ok, thì mình vừa mới review xong các cái chế độ đèn led của em Ankun này. Đó thì tuy nhiên nó không có nhiều chế độ lắm, cũng không phải là led RGB, nhưng với cái giá thành của nó thì khá là dễ chịu rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy là khi mình bật đèn lên thì cái đèn led của nó vẫn khá là sáng, đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy các cái hiệu ứng của đèn em đấy. Chúng ta sẽ sang cái phần quan trọng nhất, đó là phần test cái hiệu năng gõ của em này. Thì bây giờ mình sẽ gõ. Và cái này đây là phiên bản Blue cho nên chắc chắn tiếng của nó sẽ khá là to và phát ra tiếng click key. Mình sẽ thử luôn cho các bạn coi nhé. Đó, mình đã vừa test xong cái tiếng gõ của em này. Các bạn có thể thấy là tiếng blue của em này phát ra khá là đanh, khá là điếc tai đấy. Nói chung là nó không hề nhỏ. Và cái thứ hai đó chính là các cái phím gõ của nó khá là đều. Đó. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy một số các cái hiện tượng, ví dụ như là nút cắt này thì nó sẽ vẫn có hơi lọc sọc một chút. Có lẽ là do cái hệ thống Stab của nó không được ổn định. Cũng như là đây là một bàn phím giá rẻ cho nên là các bạn không thể yêu cầu nó có độ hàn thiền cực kỳ cao được. Nhưng với cái giá khoảng tầm 550 ngàn như quá là ổn rồi với cái bàn phím như thế này. Ok, như vậy là mình đã đi qua các phần đánh giá chung của em này. Thì bây giờ mình sẽ rút ra kết luận về em này nhé. Thì với tầm giá khoảng 550 ngàn thì nó cũng rất là xứng đáng với cái giá thành mình bỏ ra. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẫn có một cái thiết kế khá là chắc chắn này, bui à, đẹp đây các bạn nhìn này. Tuy nhiên thì nó chỉ là bằng nhựa thôi chứ không phải là bằng kim loại.
Nếu như mà các bạn thích bằng kim loại thì có lẽ là không phù hợp rồi. Còn nếu mà các bạn nào mà sợ giật hoặc là thích những cái kiểu mà classic như thế này thì cái con bàn phím này rất là ok. Thứ hai là chúng ta sẽ vẫn có cái hệ thống đèn LED khá là đa dạng và cũng rất là màu mè đấy. Thứ ba là cái độ phản hồi của nó cũng như là độ bấm của nó thì khá là ok rồi. Cũng như là về cái switch của em này thì nó hỗ trợ cho chúng ta lên tới 3 loại switch, đó là Red, Brown và cũng như là Blue. Hiện tại thì các cái bàn phím cơ giá rẻ thì là ít, rất là ít có phím nào mà hỗ trợ cho chúng ta như thế. Ôi, đó là những cái ưu điểm. Còn những cái nhược điểm của em này thì vẫn là kết cấu bằng nhựa này, không thể nào mà bằng chắc chắn bằng những cái thằng kết cấu bằng kim loại được. Và cái thứ hai nữa là cái dây của nó vẫn là dây nhựa, đó, dây nhựa bình thường thôi. Tuy nhiên thì cái đấy phải là chấp nhận thôi, tại vì nó không phải là thuộc dạng bàn phím đắt tiền. Thứ ba nữa là một số phím dài, ví dụ phím như phím cắt này thì nó vẫn chưa được chắc chắn và cũng nghe hơi lọc sọc một xíu, nhưng cái đấy có thể bỏ qua được. Rồi, vậy đây là cái bài đánh giá chung của mình về em bàn phím Amco mới về. Giá chỉ có 550.000 mà thôi. Các bạn thấy sao về chiếc bàn phím này? Thì hãy để lại comment ở phía dưới phần video nhé. Nếu mà các bạn muốn xem thêm những cái video đánh giá về các cái đồ gaming gear thì các bạn có thể xem video bên trái hoặc video bên phải bên đây. Và nhớ ấn subscribe cũng như là ấn like cho video của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.